Khánh. Em năm nay 52 tuổi. Cách đây một năm thì em được chị Uyên ở Capson tặng hai viên đá của thầy Dư Quang Châu. Sau đó thì em được chị phổ biến cho là mỗi một ngày em buổi tối thì em chườm đá và em quay nóng. Sau đấy em chườm đá thì em trước đây thì một đêm em dậy khoảng độ 5 lần, cứ ngủ khoảng 1 tiếng là em phải dậy em đi giải. Thế nhưng từ hôm em chườm đá thì em không bị dậy đêm nhiều nữa. Và dần dần thì bây giờ đến sáng em mới phải đi giải một lần. Và em khi nước tiểu hai cái tháng đầu tiên ấy thì nó rất là đục và nó đi thì nó hơi rát. Hóa ra là em hỏi chị Uyên thì chị Uyên bảo thế chắc là viên đá chườm gan thải độc ra ngoài đấy. Thì sau đấy thì bây giờ thì em không bị dậy đêm và em nước tiểu em trở lại bình thường, nó không còn đục nữa. Và hàng ngày thì không, nếu mà thiếu cái hai viên đá đấy thì em không ngủ được. Và em cũng ôm hai cục đá hàng ngày và cũng rất là muốn là mình sẽ chườm đá và chườm đá cả lưng nữa, cả đầu gối để mà không còn bị đau nữa. Và cái chân, cái khuỷu tay này của em thì nó bị một cái cục rất là to phải như một cái quả táo nhỏ ấy. Thế là em hàng ngày em chườm đá, em chườm bên trên đấy cái tay này, thì bây giờ cái viêm ở cái tay này bây giờ nó đã mất đi rồi và em không phải mổ nữa. Bình thường là bác sĩ bảo em là cái chỗ này viêm tay là phải đi mổ, và bây giờ hai cái tay của em là bằng nhau, nó không bị một bên to một bên bé, mà bây giờ em cử động đều, em không bị đau nữa. Trước đây là rất là đau tại vì em làm việc rất là nhiều. Dạ, em xin chân thành cảm ơn thầy Dư Quang Châu. Hôm nay em từ Hamburg đến Hanover, Capson đây để em làm việc, để em được học chữa bệnh và chữa đầu gối. Bây giờ cái cổ và cái lưng và cái đầu gối của em nó cũng rất là nhẹ nhàng và em không bị còn bị đau nhiều như ngày xưa nữa. Dạ, em xin chân thành cảm ơn. Và trong chuyến đi châu Âu này, thầy sẽ giúp đỡ được rất là nhiều người chữa bệnh để bọn em tiếp tục làm việc. Dạ, xin chân thành cảm ơn ạ. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.